Thưa quý vị, tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa và Thể thao Vietso Metro tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giải K1 Karate Green Seat dành cho các võ sinh karate từ 10 đến 17 tuổi đã được câu lạc bộ karate K1 thành phố Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Giải quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 23 đơn vị câu lạc bộ karate trong và ngoài tỉnh tham dự. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 10 năm 2023, tham gia giải K1 Karate Green Seat, các vận động viên tranh tài 40 bộ huy chương, gồm 10 nội dung kata quyền và 30 hạng cân ở nội dung kumite đối kháng. Trước đó, câu lạc bộ Karate K1 đã tổ chức hội thảo với chủ đề phương pháp luận về huấn luyện đào tạo võ sinh karate từ 10 đến 17 tuổi. Tập huấn luật Karate Green Seat do nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển Karate Việt Nam, trọng tài Karate Thế giới Phạm Quốc Trọng trực tiếp giảng dạy.